Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Và lại là em Huấn Phạm đây. Đó, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Đấy, bên em thì bán rất là nhiều các cái mặt hàng khác nhau để phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc này. Đấy, thì hôm nay em xin trân trọng giới thiệu đến anh chị em cái dòng sản phẩm đó là viên kê bê tông. Đấy, được đúc ra từ cái khuân của bên em. Đó, thì bên em đang phân phối 12 mẫu khuân tất cả các bác nhé. Đấy, em sẽ đi vào chi tiết từng mẫu một. Đây, con này là con V1 này, chiều cao 15-20 này. Con này thì nó sử dụng cho sắt sàn của lớp 1 các bác nhá. Con V1 này thì thường đi với con H6 này. Đây, H6 này, chiều cao là 6cm này. Đấy, V1 thì đi với H6 này. Đấy, tiếp theo giới thiệu các bác, cái con này là con V2 này, chiều cao là 20-25 này. Con này thì nó đi với con H7 này. Đấy, đây, con H7 này. Một khay của nó là 10 viên, dòng H một khay là 10 viên các bác nhá. Còn dòng con V1 thì là một khay là 36 viên. Đây. Con V1 này một khay là 36 viên. Đấy, một khay 36 viên. Còn con V2 này thì một khay của nó là 30 viên các bác nhá. Đấy, tiếp theo giới thiệu các bác là cái con V3 này. V3 đây, chiều cao của nó là 25 30. Đấy, 25 30, số rất to rõ ràng luôn. Số lượng viên của nó là 24 viên một khay. Con V3 này thì đi với con H8 hoặc H9 này. Đây, H8 đây. Đấy, đi với H8 hoặc H9 các bác nhá. Viên đúc ra rất là đẹp và rõ ràng luôn. Số to rõ ràng. Đây, H9 đây. Đó, H8 hoặc là H9 này. Đó. Đấy, tiếp theo giới thiệu cho các bác cái con chân dài này. Đó là con H12 này. Các bác chiến cho các cái công trình nhà nước hoặc các cái công trình mà cần độ dày thì mình sẽ dùng con này. Đó, H12. Đó, thì các dòng H thì bên em đang có là H6 này. Đấy, H6 đi với V1 này. H7 thì đi với V2 này. Đấy. Và H8 thì đi với H8, H9 thì đi với V3 này. Đây, H8 này. Con này con H8 này, con này H9 này. Đó, H8 đây. H8 đây và H9 đây. Đó. Đây, hai con nó lệch nhau 1cm các bác nhá. H8, H9 thì đi với V2, V3. Đấy. Anh chị em cần thì liên hệ tới hotline của em đây. Đó, tiếp theo giới thiệu đây anh chị em cái con D này. Đây, con này là con D1 này. Chiều cao của nó là 20-25-30 này. Đấy, còn gọi là con đa năng đấy các bác nhá. Đấy, D1 này, 20-25-30 này. Viên đúc ra cực kỳ là mịn màng, đẹp, số to rõ ràng luôn. Đây, con D2. Nó có các cạnh là 35-40-45-50. Đấy, viên đúc ra cũng chấm hết luôn. Đây, con D3. Nó có các cạnh là 20-25-30-38 này. Đây, đó. Số cũng rất là to, đẹp và rõ ràng luôn nhá. Tiếp theo giới thiệu cho các bác cái con D4 này. D4 này thì nó có các cạnh là 45 này, 55 và 60. Con này các bác kê cho cái hệ thống dầm hoặc cột cũng rất là ok luôn. Đó, thì là các cái mẫu viên bên em đang phân phối trên thị trường. Anh em các bạn có nhu cầu về cái dòng viên kê nào thì liên hệ trực tiếp đến hotline của em Phạm Huấn để được tư vấn này, kết bạn Zalo đuôi 3 con 9 nhá. Bên em thì bán sỉ lẻ cả khuân cả viên luôn. Đấy, thế nên anh chị em các bạn có nhu cầu